Thưa quý vị, tính đến hết ngày 6 tháng 6 năm 2021, Đà Nẵng đã có 19 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tại các địa phương khác vẫn diễn biến phức tạp, nên thành phố vẫn không chủ quan trong công tác phòng chống dịch. Đây là nội dung được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam nhấn mạnh khi chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ban ngành quận huyện vào cuối buổi chiều hôm qua ngày 6 tháng 6. Đến hết ngày 6 tháng 6, Đà Nẵng đã có 19 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Công tác phòng chống dịch tại thành phố Đà Nẵng được đảm bảo đạt hiệu quả cao. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam ghi nhận kết quả này và biểu dương sự nỗ lực đồng lòng của toàn hệ thống chính trị và người dân thành phố trong công tác phòng chống dịch thời gian qua. Tuy nhiên cũng nhấn mạnh là tình hình dịch bệnh ở các địa phương khác đang rất phức tạp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị yêu cầu các ngành, đoàn thể, các địa phương phải tiếp tục chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống COVID-19, thực hiện hiệu quả đồng bộ các biện pháp phòng chống COVID-19 như chúng ta đã làm được trước nay. Nếu chúng ta mà lơ là, không thực hiện tốt thì rõ ràng là cái công sức của chúng ta triển khai trong thời gian qua là gần như đổ sông đổ biển. Do vậy chúng ta không được chủ quan, lơ là. Khi thấy 19 ngày vừa rồi mà thành phố chúng ta không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị lực lượng chức năng siết chặt các chốt kiểm soát phòng dịch, đặc biệt là các đường mòn, lối mở ra vào thành phố, đảm bảo tất cả công dân đến thành phố Đà Nẵng đều được khai báo y tế. Còn đối với tổ COVID-19 cộng đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá đây là chốt kiểm soát các trường hợp đi đến trở về Đà Nẵng từ các địa phương có dịch rất hiệu quả trong thời gian qua. Vì vậy, yêu cầu các quận, huyện tiếp tục củng cố kiện toàn các tổ này, đề nghị các lực lượng chức năng phối hợp rà soát các trường hợp đến từ vùng dịch từ ngày 20 tháng 5 đến nay, tăng cường kiểm tra, xử phạt các vi phạm 5K, lưu ý kiểm tra tại các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp có nhiều lao động, đề nghị ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, nhất là khai báo y tế QR code, khẩn trương lên kế hoạch xét nghiệm cho giáo viên, học sinh để chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông sắp đến, đặc biệt đề nghị Sở Y tế có báo cáo đánh giá đầy đủ tình hình dịch bệnh để đề xuất nới lỏng các hoạt động kèm theo các biện pháp áp dụng sau khi thành phố đủ 21 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.